người còn đang nói với đám đông thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người có kẻ thưa người rằng thưa thầy có mẹ và anh em thầy đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy người bảo kẻ ấy rằng ai là mẹ tôi ai là anh em tôi rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói đây là mẹ tôi đây là anh em tôi vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi Đứng ngự trên trời Người ấy là anh chị em tôi Là mẹ tôi Kính chào ông bà và anh chị em Hôm nay là ngày thứ ba Sau Chủ nhật 16 thường niên năm c Lời Chúa trong thiên mừng theo Thánh Matthew hôm nay Gợi ý cho chúng ta Về một mối tương quan thân thiết Giữa Thiên Chúa và mỗi người chúng ta là con cái của người khi chúng ta bước đi theo người. Có kẻ thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thưa thầy, có mẹ và anh em của thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy." Và tin mừng theo thánh Matthew thuật lại, Chúa Giêsu trả lời người ấy: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?" Và người chỉ các môn đệ nói rằng: "Đây là mẹ tôi." Đây là anh em tôi Vì phạm ai thi hành thánh ý thiên chúa cha người ấy là mẹ tôi và là anh em tôi Vâng thưa ông bà và anh chị em Câu trả lời của Chúa Giêsu chúng ta biết rồi Ngài không chối từ mối tương quan của Ngài với mẹ của người, với anh em của người. Nhưng mà Ngài muốn làm nổi bật lên mối tương quan của những người tin với Thiên Chúa những người tin lắng nghe lời của ngài đó là thánh ý thiên Chúa cha và đem ra thực hành thì tất cả những người tin tất cả chúng ta khi làm điều ấy chúng ta đi vào mối tương quan sâu xa với thiên Chúa trở thành người thân nghĩa với ngài hơn ai hết mẹ Maria là người đã lắng nghe và thực hiện lời thiên Chúa mẹ đã đáp lại thánh ý của thiên Chúa cha cho nên thương bảo với anh chị em, mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa không phải khi chúng ta tin Thiên Chúa ở trên trời cao và chúng ta chỉ cầu nguyện và mong rằng Ngài ban cho chúng ta một cái ơn nào đó cho đời sống thường nhật của chúng ta để chúng ta sống dễ dàng hơn, à, để chúng ta đỡ vất vả hơn. Không, thương bảo với anh chị em, mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa là mối tương quan rất sâu đậm đi vào sự sống của Thiên Chúa và chúng ta trở thành người thân nghĩa với Thiên Chúa. Đến nỗi Chúa Su bảo là những người đó là cha, là mẹ, là anh chị em của người. Chúa Su đã đi vào thánh ý của Thiên Chúa Cha. Chúa Su và Chúa Cha là một. Cha tôi và tôi là một chúa xu cũng muốn chúng ta đi vào mối tương quan đó trong đời sống hàng ngày khi chúng ta đón nhận thánh ý của thiên chúa trên cuộc đời của chúng ta trong ơn gọi của chúng ta cố gắng với thân phận mỏng giòn của chúng ta cộng tác với ơn của chúa để chúng ta đáp lại và để chúng ta sống điều mà chúa mong muốn trên cuộc đời của chúng ta và khi đó chúng ta đi vào mối tương quan sâu xa với thiên chúa không chỉ còn là một đời sống đức tin hời hợt bên ngoài để xin một điều gì đó cho cuộc sống của chúng ta nhưng là đi vào mối tương quan với thiên chúa và sống sự sống với thiên chúa như chúng ta có kinh nghiệm về đời sống gia đình hàng ngày chúng ta trong tư cách là con trong gia đình hay chúng ta trong tư cách là ông là bà là cha là mẹ trong gia đình với con cái của chúng ta, chúng ta thấy cái mối tương quan đó nó gắn bó như thế nào, nó thân thiết và nó khắn khít như thế nào, nó không còn là sự xin cho trong đời sống thường nhật, nhưng mà nó trở nên một, nó có chung sự sống, có chung vận mạng, có chung niềm hạnh phúc, có chung một tương lai. Chúa muốn mỗi người chúng ta đi vào mối tương quan đó với Chúa. Giờ đây sự sống nơi chúng ta là chính là sự sống của Thiên Chúa. Hay nói cách khác, sự sống của Thiên Chúa ở trong chính chúng ta. Và niềm hạnh phúc của mỗi người chúng ta, tương lai vận mạng của mỗi người chúng ta được Thiên Chúa mang lấy như là tương lai và sự sống của Ngài đó là niềm hạnh phúc thương bà và anh chị em, cho nên mỗi khi chúng ta đọc kinh lệ cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy thưa lên với Thiên Chúa, Cha ơi, Abba, Cha của con, Abba, Cha ơi. Lời kinh tiếng Việt chúng ta dịch ra rằng lạy cha, ừ. nhưng mà nguyên nghĩa của nó không có từ lạy, mà một lời mời gọi, một lời gọi thân thương, Abba, Cha ơi mối tương quan cha con khắn khít như vậy thương bà và anh chị em. Cám tạ ơn Chúa trong Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta làm con cái của Thiên Chúa. Xin Chúa cho chúng ta lắng nghe lời của Người trong đời sống thường nhật hàng ngày và chúng ta sống niềm hạnh phúc đó, niềm hạnh phúc của người con trong gia đình của Thiên Chúa chứ không phải là nô lệ. Chứ không phải là người ngoài. Chúng ta là người nhà thương bà Cảm ơn ông bà và anh chị em Và xin cho mỗi người chúng ta sống niềm vui Của những người con cái Thiên Chúa lắng nghe lời của người Và đem ra thực hành Sống điều Ngài mong muốn nơi cuộc đời của mỗi người chúng ta AMEN